là chị cần chụp màn hình điện thoại để lấy được kích thước màn hình điện thoại của chị. Sau đó mình sẽ đưa cái hình này vào trong Illustrator để bắt đầu chỉnh sửa nha. Rồi mình sẽ bấm vào Create New. Đấy, rồi mình create một cái mới. Cái mới size kích thước này bao nhiêu thì mình kệ nó nha. Rồi bây giờ chị sẽ kéo cái hình lúc nãy mình chụp điện hình màn hình điện thoại của mình á. Mình bỏ vào đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ xem cái hình này kích thước bao nhiêu. Hiện tại kích thước của nó là 375 nhân với 812. Thì cái cách mà mình đọc kích thước nó sẽ như thế này nha. Rộng nhân cao. Này, kích thước này thì thứ tự này ai cũng dùng á, cho nên mình nhớ là mình sẽ rộng trước và cao sau. Như là ở đây chị đọc kích thước đây là 375 nhân 812, có nghĩa là nó rộng 375, nó cao 812. Thì bây giờ chị sẽ chỉnh cái add bar bằng với kích thước màn hình điện thoại của chị. Nhưng mà em có một cái mẹo này là mình nên tăng cái kích thước màn hình này lên gấp đôi, thì khi mà chị xuất hình ra cái hình của chị sẽ chất lượng, rõ nét, không có bị bể ha. Thì mình dễ là mình dần nhấn dấu hoa thị như là dấu nhân đó, mình nhân cho 2 xong mình enter. Nhưng mà chị nhớ xem là ở đây mình có check vào cái nút này, nút này là nút liên kết, có nghĩa là khi mà chị nó sẽ giữ cho mình một cái tỷ lệ. Ví dụ chị nhân cái tăng cái kích thước của chiều rộng lên bao nhiêu lần thì cái kích thước của chiều thì cái chiều cao của mình sẽ tăng lên bấy nhiêu lần. Nếu như mình không bấm vào cái này á thì ví dụ chiều cao mình muốn tăng lên 2 lần, nhưng chiều rộng mình muốn tăng lên 2 lần nhưng chiều cao mình không tác động gì hết thì nó sẽ giữ nguyên. Cho nên tốt nhất là chị nhớ giùm em bấm vào đây nhé. Rồi thì mình sẽ có kích thước thứ hai, kích thước sau khi nâng lên gấp đôi đó là kích thước này. Nhớ giùm em nhé, mình có thể bấm vào đây để cho nó nhớ. Bảy 750 nhân 1624. Nhiều số quá không nhớ nổi, mình cứ ghi đây. 750 nhân 1 cái gì đó, trời ơi tôi làm mà tôi còn quên nữa. 1624, ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tăng kích thước của Admon nha chị nha. Thì chị sẽ bấm tổ hợp phím Shift A. Đây cái Admon của mình, nếu zoom lên thì mình sẽ thấy nó là cái 01 vậy nè. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành đổi cái size, đổi kích thước của cái Admon này nha, bằng Admon của cái màn hình điện thoại. Thì bây giờ đây có kích thước rồi thì mình cứ bấm vào thôi. 750 chiều rộng ha, rồi chiều cao ở đây 1624. Đó, enter một phát. Rồi ở đây mình có một cái lưu ý hen là ở cái phần những cái lưới này nè, thì thường mình sẽ bấm vào ở ngay giữa luôn. Thì khi mà cái admon của mình nó giãn ra thì nó sẽ lấy cái tâm ngay giữa nó giãn. Còn ví dụ mà bây giờ chị bấm ở trên đỉnh đầu của nó đi ha, mà chị tăng kích thước như mình mong muốn thì chuyện gì sẽ xảy ra, enter nhé. Đấy, thì nó sẽ lấy cái tâm là ở trên cùng và ở giữa, hiểu ý không? Rồi cái này thì chị chỉ cần vào đây đến bước này chị cứ nghịch thoải mái để chị biết được là nó khác nhau gì. Thì bây giờ thì thôi đi, rồi mình tập trung vô cái của mình đi. Rồi tạo xong Admon thì chị bấm nút nào ra ngoài màn hình, chị bấm nút nào để làm tiếp này. Thì một á là vào cái mũi tên này selection tool, hai là bấm chữ V. Bây giờ mình đã có một cái Admon của màn hình điện thoại này rồi, thì mình đã thấy được những cái vị trí nào mà nó có chữ
nó che đi mất cái phần hình của mình. Hiện tại mình sẽ khóa cái hình này đi. Mình ấn Command 2 giúp em cho nó lẹ. Bây giờ mình có di chuyển cái gì cũng không được ha. Rồi mình bắt đầu mình bỏ cái hình mà mình muốn làm hình nền này đây. Ở đây thì em có một cái hình của hai mẹ con chị này. Đây là chị khách yêu của em thuê em vẽ hình hình đôi, nhưng mà đây không phải là trai trẻ đâu, đây là con của chị đó đó, hai mẹ con trẻ như nhau. Cái hình này á, hiện tại kích thước của nó không ăn nhập gì với kích thước của màn hình điện thoại chị. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn làm sao để cho cái hình này khi lên điện thoại nó sẽ đẹp hơn. Đơn giản lắm, mình chỉ cần chỉnh opacity cho nó nhỏ lại cỡ 40%. Thì đấy, chị thấy rồi đây, nếu như mà mình không có chỉnh gì hết thì mình thấy là cái đầu người bị che mất bởi thứ ngày tháng rồi. Thì mình sẽ chỉnh lại nha, mình sẽ chỉnh lại cái vị trí. Nhấn vào Shift, sau đó mình kéo ha, thì để nó giữ cái tỷ lệ cho mình. Còn nếu chị không nhấn Shift á, thì chị sẽ chỉnh này, mình không có xác định được tỷ lệ, mình chỉnh bừa chỉnh bả, xong rồi tự nhiên người mình hồng, một nó mập lên, hai là người mình tự nhiên ốm lại đó. Rồi sau khi mình chỉnh được cái kích thước mình mong muốn thêm, phần mình tiếp theo cần làm đó là tạo một cái nền ở dưới cái hình này. Đây, bây giờ mình sẽ tạo nền. Em cho lại cái hình này opacity bằng 100 để bắt đầu chích màu cho nó đúng. Bây giờ nó lại bị che cái hình nền của mình rồi. Bây giờ chị làm sao? Chị bấm vào chuột phải, chọn Arrange. Arrange là sắp xếp. Hiện tại nó là nó đang nằm ở trên cái hình nền của mình đúng không? Mình chỉ cần đưa nó xuống thôi như thế này. Đó là đã xuống rồi. Hoặc là cái cách thứ hai á, nhanh hơn là chị chỉ cần bấm Command hoặc vuông là đã xuống rồi. Ok, mình zoom to lên để mình xem cái hai màu này nó ăn nhập với nhau chưa. Hiện tại nó chưa ha, có lẽ là hồi nãy do em click nhầm vào cái đường line nhỏ này. Tốt nhất thì mình cứ zoom lên cho nó to để mình dễ. Như thế này là xong rồi đó. Những cái rìa rìa không có nằm trong cái app bar thì nó cũng sẽ không có hiện trên cái phần xuất của mình đâu. Bây giờ mình sẽ xuất hình nhé. Đó là Shift Option Command S. Nó hiện ra cái cửa sổ như thế này. Chắc là em sẽ chỉ chị cụ thể hơn các những cái thông số này mình có tác dụng gì ở cái bài sau ha. Bây giờ em chỉ chị lưu cho nhanh cho lẹ để chị còn đi nấu cơm. Đây mình nhìn bên đây, đây đúng là kích thước mình mong muốn nè. Ở 100% nè. Ở đây mình để shipback cho cái kích thước file cho cái dung lượng của mình nó vừa đủ mà chất lượng cũng ok. Vậy đi, mình bấm save. Đặt tên đi, tên là màn hình điện thoại 1. Xong. Màn hình điện thoại của chị đây. Bây giờ chị share nó AirDrop qua bên iPhone. Đây là cái hình nãy mình mới vừa làm xong, chỗ nhanh gọn lẹ ghê. Chị bấm vào cái nút share này, kéo lên, chọn vào dùng làm hình nền. Ủa tại sao lại đụng ta, tại sao lại đụng cái thứ ngày tháng ta. Chờ đơn giản thôi, bấm vào cái icon ngay giữa nè. Đấy, đây chỗ chị zoom nhỏ lại đó, chính xác là cái hồi nãy mình làm. Nhưng rồi mình bấm vào thiết lập thôi, ví dụ đây em chọn là hình nền xong chị ạ.